Rồi, xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây. Rồi, hôm nay thứ năm anh em ơi, mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Giờ này cũng trưa, giờ này có tầm 12 giờ trưa anh em ạ. Ba gác, anh em thấy nó đen cỡ nào là biết nó gian nắng cỡ nào à. Rồi, kênh của mình bán phôi mai vàng Bình Thuận nha. Còn lúc 8 giờ tối hàng ngày, anh em sắp xếp thời gian vào sưu tầm ủng hộ. Mình có số điện thoại bên trên, bên dưới góc trái màn hình của anh em là có mã số cây, ngày tháng và giá tiền niêm yết luôn. Anh em thích cây nào thì gọi điện mình chốt. Hỏi David Baguette nói gì cho anh em nghe cho. Hello anh em, lại là mình đây. Người sao buồn vậy? Bữa nay anh em chịu khó chút chút mạnh tay lên em cái anh em ơi. Bữa giờ băng yếu tay quá. Ồ, thứ năm máu chảy về gì anh? Thứ năm thường là cơ máu chảy về. Máu chảy về tin. Rồi, phôi này phôi đầu tiên rồi anh em ạ. Cây đế rất là ok nha anh em nha, đế quá đẹp luôn, đế đều bốn mặt luôn nha anh em nha. Cây vàng tay nè, cây có miếng lũ đây anh em, cây lên xù xì nha anh em nha, cây đẹp á, quanh cây khá ok. Cây này mà không chơi chơi cây nào nữa, cao 65 con ngang vàng chi 65 luôn, bầu dài 45 anh em ơi. Cho nó coi có áo dài tay dư dư tròn gác nó mặt cho đỡ đen nha anh em. Em lại tiếp tục anh em, một phôi khá ok luôn. Một cây này chi cành rong đẹp quá ha. Cây da đen. Cây khá đẹp luôn. Đế nè anh em. Đế ok nha anh em nha. Dễ rất là ok luôn. Này, one. Cây chi tay đẹp lắm anh em ơi. 27. Quá phê. Cao 54. Bầu dài 29. Chốt lên em ơi. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục là anh em nè. Một phôi đế rất là ok nữa. Chà, đế đều nha anh em nha. Cái khu này bôi keo hết chưa? Chưa. Rồi, rồi bôi keo rồi. Nói chung cây này dạng người ta tới trước ta cắt. Nhưng mà mấy cái này nó rất là nhanh liền xẹo anh em à. Tại vì sao? Tại vì cây sung á, chì quá đẹp. Vành. Cây sung. Cây sung. Vành 33. Sung sức á. Cao 58. Bầu dài 33 luôn. Dứt hơn em ơi. Anh em tiếp tục một cây trực một cốt. Đế quá ok. Rồi, cây vô người ta cắt rồi đó giờ. Chi nè. Trời ơi, cây vô. Đều đẹp. Vành. Dốt ngọn luôn anh em. Cây sung ha. Vành 28. Mấy cây này gọi là bao sóng luôn anh Vành. Đúng. Cao 62. Bầu dài 31. Dứt hơn em ơi. Chốt kèo. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một cây chụp xiên nha anh em nha. Chụp lắc xiên. Cây có một miếng kẹo đây nè, hai miếng nữa. Cây chì khá đẹp luôn, cây lắc xiên nha, bay ra nha anh em nha. Dễ nè. Cái dễ này gãy. Cây dễ nè. Này cái dễ nó là bò. Dễ dưới đây cũng tạm được nha anh em nha. Đây nè. Cây khá ok. Chì đẹp ạ. Quanh 41. Cao nhiêu em? Cao 35. Nghiêng của cây là 76. Bầu 36. Chốt đi anh em. Chốt. Dứt đi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi nè. Rễ đế thì khỏi thái bàn luôn anh em. Rễ đế khá ok. Cây xón nhẹ nha. Xón mũi thon anh em. Cây chi à? Đây, trên này có miếng thẹo nè. Bên đây có miếng nữa nè. Đây, miếng nữa. Cây này em chỉ dọn sơ sơ thôi. Giờ anh em dọn lại cho nó gút lại tí nữa cho nó đẹp. Quanh 34. Cây quá sung. Cao 50. Bầu dài 49. Chút lì lì anh em. Quá đẹp luôn anh em. Dứt đi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một cây đế nè. Đế rất là ok nữa nè. Đấy, đế khá ok luôn anh em nha. Chì giót ngọn rất là đẹp. Tới đây nó giót lên đây, giót lên đây. Quá quá đẹp luôn anh em. Quanh 32. Ở trong kia đang kể chuyện anh em. Cao 44. Bầu dài 37. Cây quá đẹp luôn em. Anh em nè, có dễ chủ luôn qua mà dễ cám nè. Bao dễ cám cho anh em. Tiếp tục anh em ơi. Một phôi nữa. Dễ cha dễ cám. Cây chì quá đẹp luôn anh em à. Giót ngọn nè. Cây mini nhưng mà rất là nét nha anh em nha. Sạch cây. Quanh
Vành 28. Cây này để tán đây, tán đây. Cao 37. Rất đẹp. Bầu dài 31. Dứt 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 anh em ơi. Dứt anh em, tranh thủ. Rồi, tiếp tục anh em nè, một khôi nè, đế nè. Đế ok nha anh em nha. Đục cây dễ quá nhiều luôn anh em ạ. À. Chì khá đẹp luôn. Chì rất là đẹp nha anh em nha. Vành hơi lắc nhẹ. Vành 24. Cao 45. Bầu dài 38. Chút 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 lì lì anh em ơi. Tiếp tục một dễ, cây dễ dễ tội tội dễ. Khá nhiều luôn. Mấy cây này là như gần như là tỷ lệ sống 100% hết anh em. Đế dễ quá rử. Cây gió ngọn nha anh em nha. Chì đẹp luôn. Vành luôn vét gắt. Vành 34. Cao 44. Bầu dài 40. Dứt hơn anh em ơi. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục một con quái thú. Dễ nè. Dễ mai không á nha anh em nha. Đó, dễ mai nè. Cha. Dễ dữ rồi cho. Cây sạch cây luôn, cây lên nhiều rồi nè. Đó, có cái đuôi luôn. Vành. Đuôi này đuôi gì không biết luôn. Vành 23. Đo phép vành lên nữa nè. Đo tổng chiều dài đấy. Đây đây. Tổng cái chiều dài của nó là 68. Đọc thì cái đó. Cao 20. Bò nằm nằm lăn bò lết của nó là 49. Cây này nói thực sự với anh em là khỏi cần trồng luôn, nó không sống nữa. 34. Để như vậy tưới nước là ghép vô chai luôn. Tiếp tục anh em, một phôi nữa anh em. Đế ok. Đế quá ok luôn anh em. Cây nè, cốt lắc rất là đẹp. Cây sạch hết luôn. Lên nhựa luôn anh em. Đấy, cây khá đẹp. Vành. Vành 27. Cao 49. Bầu dài 32. Chút thôi anh em ơi. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi đế ok nữa nè. Đấy, đế khá ok nha anh em nha. Cây lùng lực nha. Cây sạch cây không lũ bọng luôn. Cây cốt ok. Đấy, Vành. Vành 29. Cao 28. Bầu dài 30. Chút thôi anh em ơi. Cây này về dọn lại chơi nha anh em. Tục anh em, một phôi nè. Đế rất là ok. Đấy, đế khá ok luôn. Cây có miếng thẹo đây nè. Chi rồi cũng ok hết anh em à. Cây mini gọn. Vành. Vành 23. Cây này chắc xuống đẹp lắm chưa. Cao 34. Cây này chưa dọn đâu. Bầu dài 30. Chút thôi anh em ơi. Thích dọn cái nào dọn nha anh em. Dứt. Tục anh em, một phôi đế này dễ nữa. Dễ cha. Dễ. Quá nhiều. Cây có miếng thẹo đây. Cây dàn chi cũng được đó anh em à. Dốt ngọn luôn, vành luôn. Vành 27. Cao 37. Bầu dài 31. Chút thôi anh em ơi. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi nữa nè anh em nè. Đấy, một cây đế rất là ok luôn. Đế nè. Khá ok luôn anh em. Chi khá đẹp luôn. Cây khá ok. Vành. Vành 31. Cao 43. Bầu dài 43 luôn. Dứt thôi anh em ơi. Chất đục cây này đẹp anh em à. Người thục ạ. Thấy nó lượng nhau. Ok ạ. Dứt. Anh em à. Một phôi đế tạm được nữa nha anh em nha. Đấy. Cây lên nhựa nè. Cây chi ok ạ. Cây có miếng thẹo đây nè anh em nè. Dốt ngọn. Cây đẹp á. Đo hào quanh anh nghe lắm chị chống. Sắp theo. Quanh 52. Thì cứ 5 cây đó. Ăn hay giờ đang quay cây. Ăn hay. Cao 48. Bầu dài 37. Dứt thôi anh em ơi. Chốt anh em, cây đẹp. Dứt đi. Chốt anh em ơi. Chốt 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 chốt. Chốt chốt chốt. Cây đế tạm được nha anh em nha. Cây lên nhựa nè. Để hết rồi. Chì khá ok. Vành. 245 thăng ngũ phúc. Vành 27. Cao 36. Bầu dài 34. Sừng mực rồi anh em nha. Dứt thôi anh em ơi. Dứt đi. Tục anh em, một phôi nữa nè, đế khá ok luôn. Đấy, cây có miếng thẹo trên giữa nè. Đẹp anh em à. Cây nằm chi. Vành, dễ quá nhiều luôn. Nè, nhìn dễ nè anh em nè. Nói chung mua cây dòng này thì yên tâm Vành nha anh em. Vành 35. Cao 35 luôn. Chẳng lẽ mua 50 cây. Bộ giờ cũng 35 luôn. 50 cây, sống được 5 cây anh em. Dứt. Rồi, tiếp tục anh em, một phôi nữa. Đế ok, dễ nè. Đấy, cây khá ok luôn. Chì rất là nhiều nha anh em nha. Cây đẹp. Cây này muốn làm gì làm. Quá đẹp luôn. Vành, vành, vành. Chân sau cũng ok anh em à. Vành 31.
Cao 51. Bộ dài 37. Chốt lên em. Dứt. Tục anh em ơi, một tay đế ư? Cặp mông, em bổ mông, em bổ mông, em bổ mông. Anh to, anh to. Ừ ừ. Ừ ừ. Đây, nó cái thèo này nè. Đủ thép. Quan. Đào cái này nó kêu muốn vô mỏ con gái thì cả. Quanh 3, quanh lỗ, quanh 28. Cao 43. Để thú rồi nè. Bầu dài 32. Chốt thôi đi em. Đế cơ, lực sĩ. Đế cơ, đế cơ, cái cục cơ đây. Biết. Tục anh em, một phôi đế ok nữa. Đế quá vững luôn anh em à. Vừa anh em. À, cây quá sung. Có miếng kẹo đây. Vừa anh em nha. Có miếng lột bồng này nè. Chì cái... quá đẹp luôn. Cây này kẹo đẹp rồi. Quanh. Cây này cắt vườn vừa keo luôn. Quanh 27. Cao 52. Bầu dày 33. Dứt dứt. Tiếp tục anh em một phôi đế ok. Dễ nè. Dễ tầm được nha anh em nha. Cây có miếng thèo trên đây nè. Chì đẹp luôn. Cây lắc ra chì rất là đẹp. Quanh. Quanh 30. Cao 45. Bầu dày 35. Dứt thôi anh em ơi. Chút. Anh em một phôi đế ok nữa. Đấy, cây được luôn. Cây đẹp anh em à. Cốt được. Quanh. Cây nhựa kéo cho nó hết anh em à. Quanh 26. Sung nha. Cao 45. Bộ dày 31. Chút thôi nha. Cây về tháng này bỏ chơi cũng được nữa anh em. Tiếp tục anh em. Một phôi nữa nè. Cây đế tạm được nha anh em nha. Cây này lên nhựa chưa? Đang chuẩn bị lên nhựa luôn anh em à. Bây giờ cây có miếng thẹo cho đây nè. Hỏi quanh luôn anh em. Quanh 28. Đổi đổi đổi. Cao 43. Bầu dài 38. Dứt thôi anh em. Dứt. Tiếp tục anh em à. Một hồi đế nè. Đế ok nha anh em nha. Cây trên này nu nu ung ung lên nha anh em nha. Đấy ung nè. Chì đẹp luôn. Ủa cắt mà âm vô đây dưới vậy. Say á quanh. Quanh 24. Cao 43. Bầu dài 35. Dứt anh em. Chờ cái nu này đục mấy cái này nó tiếu đẹp cháu. Nó tiếu nghịch vô lại luôn. Tiếu nghịch vô ngóc lên. Tục anh em. Một phôi đế được nữa. Cây đế ok nha. Cây cốt đẹp anh em à. Thấy không? Cây cốt chì khá đẹp. Quanh. Ngũ phúc. Nãy 5 chi kêu ngũ phúc à. 6 chi kêu lục tỉnh. Quanh 27. 7 chi kêu thắt kiếm. Cao 43. Bữa nay em khỏi kêu chi nữa mà em kêu biểu tượng thôi. Dứt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa nè. Đế ok nha. Cây cái đây nè, đây nè. Cây chuẩn bị lên nhựa. Cây sung ạ. Quanh đây anh em. Cây bộ đế quá to. Quanh 33. Cao 31. Bộ dài 39. Dứt thôi đi em. Chốt. Tiếp tục anh em. Một phôi đế ok. Cây có miếng thèo đây nè. Chì đẹp luôn. Cây khá ok luôn anh em à. Quanh. Quanh 27. Cao 38. Bầu dài 34. Dứt 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 anh em ơi. Dứt. Lại luôn. Tiếp tục anh em. Một phôi đế ok. Tạm được nha. Tìm dễ nè. Cây một cốt. Nhìn chì rất là ok. Cây có mấy miếng thèo trên đây nè. Quanh luôn. Cây bên này bị à chừng dễ nữa. Quanh 25. Chết cái gì nữa. Cao 46. Bầu dài 31. Dứt thôi anh em ơi. Cây một cốt như là được á. Đấy, luôn rồi, tiếp rồi. Tục anh em. Một phôi đế rất là ok nữa nè anh em nè. Một cốt nha. Cây cuối cùng clip luôn. Cây có bộ chì rất là đẹp. Cây có miếng lỗ bọng này nè anh em nè. Kẹo rồi. Quá đẹp luôn. Đặt. Ồ, nhìn chì đẹp quá anh em ơi. Rồi quanh luôn. Bộ nó vuông có lắm chân à. Quanh 39. Cao 39. Tổng ngang dàn chì 42. Bầu dài 42 luôn. Dứt thôi anh em ơi, cây cuối cùng anh em ơi. Cuối dứt luôn. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em nha. Dứt.